Quý vị phụ huynh và các em học sinh thân mến, một mùa hè nữa lại sắp đến với các em học sinh rồi đúng không? Nghỉ hè chắc là các em được bố mẹ cho đi chơi, đi nghỉ mát nhiều nơi và biết được nhiều điều thú vị. Hè năm nay, Đài Truyền hình Việt Nam cũng muốn tặng các em một món quà nho nhỏ để kỳ nghỉ của các em vui hơn và có ích hơn. Đây là chương trình học tiếng Anh cho trẻ nhỏ, English for Kids. Và để món quà này thêm phần có ý nghĩa, các em hãy làm quen với cô giáo hướng dẫn các em học nhé. Xin mời cô Ngọc Diệp. Cảm ơn thầy Thạch. Các em thân mến, Ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có cô công chúa rất xinh đẹp. Chúng ta hãy cùng làm quen với cô công chúa. Cheese! Princess? Oh, hello! Các em thấy công chúa thế nào? Cô thấy là công chúa có một hàm răng rất đẹp, rất trắng. Chắc là hàng ngày công chúa chịu khó đánh răng lắm đây. Thế các em có chịu khó đánh răng hàng ngày không? Chắc là có đúng không? À, câu hỏi này, các em có biết từ công chúa tiếng Anh là gì không? Princess. Princess. Các em nghe thầy Thạch hướng dẫn cách đọc từ này nhé. Chắc là nhiều em biết cách đọc từ này rồi. Nhưng các em lưu ý là khi đọc tiếng Anh thì phải đọc hết các âm. Nhất là những âm ở cuối từ như trong từ princess. Lúc đầu tập đọc, các em kéo dài âm ở cuối từ, ví dụ princess. Các em hãy đọc theo thầy nhé. Nhớ là kéo dài âm cuối trong vòng 3 giây. Chúng ta cùng đọc 3 lần như thế này. Lần thứ nhất, princess. Lần thứ hai, princess. Lần thứ ba nào? Princess. Các em đọc tốt lắm. Bây giờ chúng ta đọc lại từ này, nhưng chỉ kéo dài âm một giây thôi. Princess. 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 Bây giờ các em nghe và đọc theo băng. Princess, princess, princess. Các em có nhớ khi nghe thấy ai đó gọi mình, công chúa đã trả lời thế nào không? Chúng ta cùng xem lại nào. Cheese. Princess. Oh, hello. Khi nghe thấy ai đó gọi, công chúa ngạc nhiên quá và quay sang chào. Các em có nhớ công chúa chào thế nào không? Cô nói, hello. Chắc nhiều em biết đọc từ này rồi nhỉ? Nhưng các em nhớ đừng đọc là hello. Chúng ta lại nghe thầy Thạch hướng dẫn cách đọc từ này. Cô Diệp nói đúng đấy. Nhiều em biết đọc từ này nhưng lại đọc nhầm thành hello. Để đọc đúng âm này, các em làm như sau. Thứ nhất là các em đọc âm ở. Sau đó chuyển thật nhanh sang đọc âm ù. Lúc đầu thì chúng ta có thể chuyển chậm thôi cũng được. Sau đó chúng ta chuyển thật nhanh vào. Các em đọc theo cô Diệp nào. Lúc đầu học tiếng Anh, các em chịu khó luyện như thế nhé. Để lúc nào mình nói tiếng Anh vừa hay lại vừa đúng. Bây giờ các em cùng hát một bài hát có tên là Hello, Bravo, Well Done. Trước hết, các em nghe bài hát này 2 lần.
Hello. 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 Bravo. Well done. Bravo. 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 Well done. Bravo. Hello. 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 Bravo. Well done. Bravo. Hello. 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 Bravo. Well done. Bravo. 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 Well done. Bravo. Bây giờ các em vừa nghe, vừa vỗ tay và hát theo băng nhé. Khi hát, các em chỉ hát theo băng từ hello. Còn khi nghe thấy hai từ kia, các em vừa vỗ tay, vừa gật đầu như cô thế này này. Hello. 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 Bravo. Well done. Bravo. Hello. 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 Bravo. Well done. Bravo. 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 Well done. Bravo. Các em cứ làm theo các động tác của cô như thế và hát theo băng nhé. Chúng ta bắt đầu nào. Hello. 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 Bravo. Well done. Bravo. Hello. 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 Bravo. Well done. Bravo. 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 Well done. Bravo. Cô thấy nhiều em hát rất hay. Bây giờ các em chỉ nghe nhạc thôi và hát theo nhé. Sẽ có các chữ chạy trên màn hình để giúp các em đọc dễ dàng hơn. Quay trở lại bài ngày hôm nay, các em có nhớ là cô công chúa của chúng ta có một hàm răng rất trắng và rất đẹp, nên cô rất hay cười khoe hàm răng của mình để được mọi người khen đấy. Chúng ta cùng xem tiếp. Cheese. Princess. Oh, hello. That's a nice smile. I have perfect teeth. Khi được mọi người khen có nụ cười đẹp, thì công chúa khoe ngay là mình có hàm răng hoàn hảo. Perfect teeth. Các em có đồng ý như vậy không? Công chúa nói như vậy là vì một lần công chúa đi khám răng, bác sĩ nha khoa nói thế đấy. Chúng ta xem tiếp nhé. Princess. Oh, hello. That's a nice smile. I have perfect teeth. Oh, yes. The dentist told me. You have perfect teeth. Các em thân mến, trong chương trình này có nhiều từ và câu tiếng Anh còn khó với các em, nhưng cô sẽ giúp các em hiểu được phần nào khó. Còn các em sẽ học những từ và câu dễ thôi. Ví dụ trong đoạn vừa rồi có từ sau. Teeth. 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 Từ này có nghĩa là nhiều chiếc răng. Các em lại nghe thầy Thạch dạy cách đọc từ này nhé. Chắc là em nào cũng muốn có hàm răng đẹp như răng của cô công chúa đúng không? Chúng ta cùng xem lại nhé. Cheese. Các em hãy làm sao cho miệng của mình giống hệt như miệng của cô công chúa nhé. Tốt lắm, chúng ta bắt đầu đọc từ này. Nhớ là kéo dài âm cuối cùng của từ này 3 giây. Ví dụ teeth. 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 Nếu để tay ở dưới cằm thì các em sẽ thấy là tay mình hơi mát vì có luồng khí bay từ trong miệng bay ra ngoài. Chúng ta cùng đọc lại từ này nhé.
Lần này các em kéo dài âm một giây thôi. Teeth. 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 Dù em đọc tốt lắm, nhưng thầy lại nghe thấy một số âm em nào phát ra âm thanh như vậy là sai rồi đấy nhé. Các em nghe lại từ này trong băng và cố gắng đọc theo cho đúng. Teeth. 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 Từ này khó quá các em nhỉ? Nhưng đọc nhiều rồi sẽ quen thôi các em ạ. Bây giờ mình cùng nghỉ giải lao, hát bài hát của chương trình này nhé. Bài hát này chỉ có mỗi một câu thôi, đấy là câu She's little princess. She's little princess. Câu trên có nghĩa là cô ấy là công chúa bé nhỏ. Trước hết, các em đọc theo cô những từ ở trên nhé. Từ thứ nhất trong câu này là từ she. 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 Khi đọc từ này, các em nhớ là môi phải tròn vào nhé. Đọc lại theo cô nào. She. 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 Sau từ này là có một chữ cái S, nhưng chúng ta không được đọc là S mà phải đọc là Z. She's. 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 Các em có nhớ cách đọc từ công chúa bằng tiếng Anh thế nào không? Trong đoạn sau đây, khi nào thấy hình công chúa, các em hãy nói thật to từ princess. Nhân vật khác trong bài này và các bài sau, nhưng cô sẽ giới thiệu dần dần để các em không bị quên. À, các em có nhớ câu đầy đủ của bài hát này là gì nhỉ? She's princess. Em nào có nhớ từ còn thiếu là gì không? She's little princess. She's little princess. She's little princess.